mình xin giới thiệu một số dòng bò ở bên mình. Và mình sẽ đặt một giá luôn, nếu mà các bạn thấy ok thì ủng hộ mình nha. Đầu tiên là mình xin giới thiệu dòng bò uống Abi, hay còn gọi là bò Thái đó cả nhà. Đây, dòng bò này thì nó có nhiều sấy. Nói chung á, bò uống rất là hiền và dễ thương, nuôi càng uống càng dễ thương. Hiện tại bò Thái bên mình ra thì cái 200 được 150, và một cặp đó là từ 250 đến 300 ngàn. Cái dòng này thì phù hợp cho các em học sinh. Chúng ta sẽ vừa chu túi tiền của các em hơn. Và còn nhiều màu khác nữa. Nói chung là bò Thái này thì nó tam thể là nhiều, là ba màu các bạn. Đây, một cặp từ 250 đến 300 ngàn. Đối với bò là bên mình đó là bò một tháng mình sẽ gửi khách nha. Cái bé này thì đã hơn một tháng rồi. Bao nhiêu ước mơ tan thành mây khói. Chưa. Tôi yêu quý pha không chỉ vì ta quá khờ. Tiếp theo là mình xin giới thiệu dòng bò đó Ame. Ngày em xa đi không là thời gian. Đây là bé Ame. Khiến bao nhớ nhung lại càng nhung màu như. Xám. Giờ nước mắt chia ly lại làm cuộc đời ta đơn đau. Tôi yêu si vang này còn đau. Cuộc đời làm lỗi anh đây vẫn mong xin lỗi người. Dù rằng giờ đây anh với em chẳng còn là gì. Trong tim anh giờ trái đắng và lại một mình sâu lắng. Cuộc đời đã mất khi bao yêu thương mình đã cố. Chỉ một lần cuối anh vẫn muốn nói xin lỗi người. Lòng này đặc tính của bộ uống thì rất là già hiền và nói chung là các bé ăn rất là dễ ăn. Hầu như nếu mà các bạn ở vùng quê như mình á thì cỏ xung quanh, cỏ vườn xung quanh là được các bé ăn. Dù rằng giờ đây anh với em chẳng còn là gì. Trong tim anh giờ trái đắng, còn lại một mình sâu lắng. Cuộc đời đã mất khi bao yêu thương mình đã có. Chỉ một lần cuối anh vẫn muốn nói xin lỗi người. Lòng này đã sai ai khi đang trở thành cuộc. Đây là dòng anh nghe. Bao câu ân hận muốn nói, chỉ sợ rằng người trốn tránh. Hỏi lòng vẫn biết anh chẳng thể xin một lời tha thứ. Tiếp theo là mình xin giới thiệu một dòng nữa bên mình nữa, đó là Teddy. Teddy thì có bộ lông rất là cưng ở nhà. Nhưng mà giá của Teddy hiện tại thì dao động từ 1.8 triệu một cặp. Bên mình á, bên mình là bán ra là 1.8 triệu một cặp cả nhà. Nhưng mà đực có từ 800 đến 1 triệu. Cái thì từ 1 triệu đến 1.2 triệu. Nhưng mà bắt nguyên cặp thì là 1.8 triệu gì cả nhà. Không bao ship gì cả nhà. Đây, Teddy đây. Đúng chưa? Cái bộ lông rất là cưng luôn cả nhà. Bộ lông á, giống như tóc mà mình đem đi bấm. Cái phùng 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 ra rất là cưng. Mặt đây. Nhưng mà hiện tại thì bên mình bỏ mà Baby á, thì Teddy của mình đã hết hàng. Và hiện tại là các bé đang bầu lại. Nếu mà các bạn thấy thích đó, thì có thể là theo dõi mình. Và khi nào có bò mà có đeo vào con thì mình sẽ đặt mình lên, ốc hình lên để cho các bạn chọn nữa. Và với dòng Teddy này thì mình xin nhắc lại là được từ 800 đến 1 triệu. Và cái là từ 1 triệu đến 1.2 triệu. Khi bắt một cặp thì không phân biệt một cặp 1.8 triệu. Nhưng mà khi mà các bạn bắt một cặp đó thì mình sẽ lựa chọn các bầy để cho các bạn phối về làm giống ha. Đây, đây là dòng Teddy của mình. Tiếp theo nữa đó là một cái dòng Red. Đây, Red đó thì có bộ lông giống như Ame vậy đó các bạn. Nhưng mà nó khác Ame ở chỗ là trên đầu của nó có một cái xoáy. Các bạn thấy không? Đây nè. Đây là cái xoáy của nó. Cái này là tượng trưng đặc điểm. Đặc điểm nhận dạng trong cuộc đời. Chưa? Cái bài này là bài giống bên mình. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi. Dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tình. Cưng lắm cả nhà. Các dòng bò thì rất là cưng, rất là hiền. Nói chung nếu mà các bạn có các bé nhỏ ở nhà mà nếu mà các con mà mê điện thoại hoặc là mê TV quá
mà các bạn sợ ảnh hưởng đến mắt các bé thì mình nên khuyến khích các bạn hãy đón một bé về giống một cái mẫu về các bé chăm. Khi mà các bé chăm rồi các bé rất là thích nuôi bọ này sẽ bị nghiện nha cả nhà. Đây, cưng chưa? Mặt rất là cưng nữa đấy nha. Dòng red này thì nói chung là cũng tùy vào mặt, mũi. Nhưng mà từ cái thì cũng từ 500k đến 900k một bé. Còn đối với đực thì dao động từ 400k đến 700k một bé. Nó mình bán nó cũng giống như là ame thôi. Nhưng mà tùy vào mặt, mặt ngắn. Mặt ngắn thì có giá hơn như cả nhà. Và màu bé nữa. Xây mình bên nhau. Cưng chưa, cưng còn chưa? Đâu với em, vì sao em nước đất bước ra đi. Cưng lắm cả nhà. Bao ngày qua khi bóng em rời xa. Tiếp theo là mình xin giới thiệu dòng bảo út không lăng. Tại vì sao mà người ta gọi là bảo út không lăng? Là do các bé không có lông. Nó không có lông cũng không chính xác gì cả nhà. Cái mũi của các bé cũng có dạng lông. Nhưng mà rất là cưng. Nói thật với cả nhà là khi mà mình nuôi cái dòng có lông, tới hồi mình thấy cái dòng không lông mình rất là sợ. Một thời gian luôn, nó hết một thời gian luôn, mình mới bắt đầu mình thấy các bạn hầu như đó là các bạn tiền đổi tiền cũng rất là nhiều. Vì thế thôi, hãy sưu tầm những cái đủ loại các dòng các nhà. Và vì thế là đưa đẩy có ông anh, rồi thế đó là liên hệ ông anh bắt giống về nuôi. Và khi nuôi rồi á, thật tình á là các bé rất là dễ thương, sờ vào rất là mềm luôn, cưng lắm cả nhà. Và cái dòng bọ không lông này hiện tại bên mình á thì dao động từ 2,5 triệu đến 3,3 triệu một cặp nha cả nhà. Và cái bé này là 15 tay này á, là 15 tay tháng 7 này mình làm đi đúng một tháng, còn bữa nay bé dễ cưng như thế này nè. 15 tay tháng 7 này là một tháng là mình sẽ gửi cho khách, cái em khách này ở Sài Gòn. Em khách này cũng đã bắt bọ không lông bên mình rồi. Và em ấy tiếp tục là chốt bé này tiếp. Và 15 tay tháng 7 này mình sẽ gửi về Sài Gòn cho em đó. Cái bầy của bé này là tổng cộng có 3 con các bạn. Và 2 con là có khách đến rồi. Và hiện tại còn 1 đơn con, còn 1 bé như thế này để chờ 1 tháng sẽ về nhà mới. Cưng lắm cả nhà. Khi mà cả nhà nuôi rồi, cả nhà mới thấy được cái điểm đặc biệt của mẫu. Rất là cưng, rất là nhiều. Và bên mình còn có dòng Kali nha cả nhà. Dòng Kali, dòng Suki và Koro. Suki và Koro thì bên mình là dòng lông dài. Còn Kali thì cái đặc điểm của nó thì một số bạn nào đang chơi rồi thì sẽ biết là cái mũi của bé rất là đen, tai đen và bốn chân đều đen. Và hôm nay thì mình cũng xin giới thiệu một số nơi dòng như thế. Khi nào có thời gian mình sẽ cập nhật thêm cả nhà mình xem nhé.